Hôm nay em sẽ giải thích cho các khán giả xem một cái tính năng bảo mật trên điện thoại Samsung. Một số khách hàng mua điện thoại về thì có gọi điện, nhắn tin cho em kêu chiếc máy bị lỗi, nhưng mà chiếc máy này không phải bị lỗi mà nó chỉ là một cái tính năng bảo mật được Samsung trang bị trên Android 12. Thì bắt đầu từ trên Android 12, anh chị sẽ thấy xuất hiện những cái cảnh báo bảo mật như thế này. Ví dụ như anh chị gọi điện cho ai thì anh chị xem. Khi mà anh chị gọi điện á thì trên màn hình của anh chị sẽ có một cái dấu nháy ở đây, và đồng thời sẽ ở đây sẽ xuất hiện một cái mic. Sau đó cái mic nó sẽ mất đi. Và em sẽ làm lại cho anh chị xem một lần nữa. Ví dụ như anh chị gọi điện, anh chị nhìn thấy cái màn hình ở đây có nháy nháy nè. Và ở đây xuất hiện một cái mic. Xong nó sẽ ẩn đi. Và bắt đầu ở đây nó sẽ có một cái chấm xanh. Anh chị để ý ở đây nó sẽ có một cái chấm xanh nhỏ. Xong. Còn nếu như mà mình quay phim, nếu như mà mình bật quay video lên, thì khi mà anh chị quay, ở đây nó sẽ xuất hiện cái máy ảnh và cái mic. Xong nó tắt. Nó tắt xong ở đây nó lại hiện cái dấu chấm xanh. Thì anh chị để ý ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm xanh ở đây. Rất là nhiều người và cũng rất là nhiều khách hàng cũng hay hỏi em cái điện thoại này nó bị lỗi. Nhiều người còn bảo cái màn hình nó bị hư nữa. Nhưng mà không phải. Khi mà anh chị gọi điện mà nó hiện cái mic lên, nó hiện cái mic lên xong, sau đó nó tắt đi và nó hiện cái dấu chấm xanh ở đây, nghĩa là có người, em xin lỗi, là nghĩa là có một cái ứng dụng nào đó đang truy cập micro của bạn. Thì nếu như mà anh chị không mở bất kỳ một cái ứng dụng nào, ví dụ như mình tắt đóng hết ứng dụng chạy ngầm như thế này, mình không có bất kỳ một cái hành động nào trên cái điện thoại của mình, nhưng tự nhiên mình thấy ở đây nó có một cái mic hiện lên và nó có một cái dấu chấm xanh ở đây, nghĩa là có người đang, không phải là nghĩa là có người đang truy cập micro, nghĩa là có một cái ứng dụng nào đó nó đang đột nhập vào trong cái điện thoại và nó truy cập vào micro. Ví dụ như để nó nghe lén chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái cảnh báo bảo mật của Samsung. Từ Android 12 trở lên nó sẽ xuất hiện thường xuyên như thế. Đây, khi mà mình bật ra như thế này, ở đây nó sẽ có một cái chấm xanh nè. Thì cái chấm xanh này á có nghĩa là có cái gì đó đang truy cập. Khi mà anh chị muốn biết thì anh chị vuốt xuống thì ở đây nó hiện cái máy ảnh, nghĩa là đang truy cập máy ảnh. Anh chị thử vuốt xuống ngay chỗ cái trung tâm điều khiển, ở đây sẽ thấy một cái máy ảnh đang xuất hiện ở đây. Ngoài ra nếu mà anh chị chuyển sang video thì anh chị vuốt xuống thì anh chị vẫn thấy là cái camera máy ảnh ở đây. Nếu như mình bấm quay, nó sẽ xuất hiện đồng thời máy ảnh và micro luôn. Đó, khi mà nếu mà anh chị vuốt xuống, anh chị sẽ thấy là cái máy ảnh và cái micro ở đây xuất hiện ở đây luôn. Và cái dấu chấm xanh này là nó thông báo như thế, nghĩa là có một cái ứng dụng đang truy cập vào bên trong cái chiếc điện thoại này. Anh chị xem, máy ảnh, micro. Đây là một trong những cái tính năng cảnh báo bảo mật giúp ngăn ngừa và phát hiện những cái hành vi can thiệp vào micro cũng như là can thiệp vào camera. Có thể là nó dùng để quay lén, có thể là nó dùng để nghe lén, mà đây là một cái cảnh báo thông báo cho người dùng điện thoại biết là có ứng dụng đang truy cập. Thì mình đang quay phim thì nó đi truy cập là đúng rồi, đây là một cái việc hết sức là bình thường. Và video đến đây là kết thúc. Nếu như anh chị nào thấy hay thì anh chị có thể bấm đăng ký kênh để ủng hộ em. Và em có thêm một cái kênh mới, đó là kênh Giao Huy Bình Phước. Kênh này cũng rất là hay. Và anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video hữu ích. Đây, đây là kênh Giao Huy Bình Phước. Kênh Giao Huy Bình Phước này thì em giới thiệu những cái điện thoại, em giới thiệu những cái chức năng rất là ngắn gọn, và ai cũng có thể biết cách sử dụng điện thoại của mình một cách rất là chuyên nghiệp khi mà học thuộc hết những cái cách sử dụng cơ bản bên trong cái kênh YouTube Giao Huy Bình Phước này. Và em xin thân ái chào tất cả các khán giả đang xem YouTube Giao Huy 93.
Hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.